Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Tiếp tục chuỗi clip liên quan đến việc tổng hợp giá trị đồng Bitcoin. Thì ngày hôm nay, kênh Invest TV xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của giá Pi trên thị trường như sau. Thì kênh chúng mình sẽ có cái hướng tiếp cận khác. Bởi vì trong các số trước thì Invest TV có cái cách tiếp cận giá Bitcoin tại thị trường chợ đen. Nhưng mà xem chừng thì các anh em không hào hứng đón nhận những cái thông tin như thế. Bởi vì giá trên thị trường chợ đen nó hay ở cái mức rất là thấp so với mức kỳ vọng của anh em chúng ta. Thì đây, nếu mà các bạn muốn biết những thông tin giá trị Bitcoin ở mức giá cao ấy, thì nó sẽ nằm ở cái chỗ mà được đồng thuận với hàng hóa. Có rất nhiều những cái thông tin đồng thuận giá Pi, giá cả thì nó cũng vô cùng lắm. Từ 314 đô cho đến 6.700 đô, 1.000 đô rồi đến thậm chí 314.000 đô. Thì những cái thông tin giá đồng thuận đấy nó nằm rải rác ở các cái hội nhóm đào Pi, và cũng có lác đác những cái quán, những cái dịch vụ, những cái hàng hóa họ chấp nhận giá Pi ở giá trị cao. Đây là một điển hình các bạn nhé. Tại Châu Ngon Quá tại 91 Võ Thị Sáu Hà Nội này. Đấy, thì một Pi được đồng thuận với lại 6.700 đô. Đó, giá rất là hấp dẫn. Hoặc là có một cái thông tin đồng thuận một Pi giá 600.000 để đổi lấy một chiếc ghế massage. Đây. Đó, bạn này thì thông tin nó bị ẩn đi mất, chưa mình chụp lại nên là không rõ địa chỉ ở đâu nhá. Thì ghế massage này thì được trao đổi 50%, 25% tiền mặt và 75% Pi. Đó. Ở Malaysia thì cũng có cái cửa hàng chấp nhận trao đổi hàng hóa bằng Pi với cái giá đồng thuận là một Pi bằng đến tận 1.455.131 cái này như là ringgit lại. Đấy, tiền tệ của Malaysia thì nó tương ứng với lại 314.000 đô các bạn ạ. Đấy, rất cao nhá, rất cao luôn. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng có các cái hàng quán chấp nhận đồng thuận giá Bitcoin ở mức độ là 314.000 đô. Cụ thể là cái quán là cái khách sạn ở đây thì mình lại chưa chụp được rồi. Khách sạn King Hotel and Spa tại 45 Hàng Bài của chị Nguyễn Xuân ấy, chị cũng có đồng thuận một Pi 314.000 đô. Đấy, thậm chí là vừa rồi thì ở Hải Phòng cũng có một cái hội nhóm offline đồng thuận một Pi 314 đô thôi nhé, 314 đô. Đấy. Đây ở Đà Lạt 0,5 Pi cho một phòng đôi một đêm, giá đồng thuận là 314. Đấy, đây là những cái mức giá mà đồng thuận Pi ở mức độ là cao các bạn nhé. Còn đây mình sẽ chuyển qua cái thông tin về giá trị Pi trên thị trường chợ đen. Qua cái sàn thông tin trên sàn Phi Tập Trung Pi này, giá mua vào bán ra ngày hôm nay là 5355 và 5146. Thì so với ngày hôm qua là ngày 22 tháng 10, ngày hôm nay giá Pi tại thị trường chợ đen nó tăng giảm như thế nào? Nó tăng lên đáng kể, tăng lên được 1.222 đồng so với ngày 22 tháng 10. Đó các bạn xem. Nhưng mà đấy, các bạn xem giá Pi tại thị trường chợ đen với giá Pi mà các bạn đồng thuận với hàng hóa thì các bạn xem có một cái sự chênh lệch rất là đáng kể như thế. Thế do vậy là các bạn cân nhắc với cái việc bán Pi với giá rẻ trên thị trường chợ đen nhé. Ở thị trường chợ đen thì rất nhiều cái yếu tố nguy cơ rủi ro. Bạn có thể bị lừa đảo, mất ví Pi, bạn bán Pi với giá rất là rẻ mạt. Đấy. Thế nếu mà các bạn cần đổi Pi ra tiền thì tội gì các bạn không đổi ra hàng hóa, sau đó thì các bạn lại từ hàng hóa bạn đổi ra tiền mặt. Đó, nó hơi mất công một chút, nhưng tuy nhiên thì về mặt lý thuyết nó sẽ an toàn hơn và nó không vi phạm chính sách pháp luật Việt Nam cũng như là vi phạm chính sách Picotin. Bây giờ mà bạn mua bán Pi tại thị trường chợ đen là các bạn vi phạm chính sách của pháp luật Việt Nam cũng như là chính sách Picotin đấy. Và thêm nữa thì các bạn đối mặt với rất nhiều rủi ro, bị lừa đảo, mất Pi, rồi thì mất ví Pi. Nói chung là rất nhiều các cái hệ lụy khác nhau. Thế nên là các bạn hết sức cảnh giác với những cái thông tin tại thị trường chợ đen nhé. Kênh chúng mình chỉ làm tin để vào những cái trang web đấy để lấy thông tin thì gửi đến quý vị các bạn đấy, để các bạn so sánh được Pi chợ đen nó thấp và nó rẻ mạt như thế nào so với lại Pi mà các bạn đồng thuận lấy hàng hóa được. Rồi, kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Pi Network cũng như là giá Pi Coin trên thị trường ở hai phía, hai đầu.
để gửi đến quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình nha.